con tôi. Đúng rồi. Thế bây giờ ai chưa có vé mình giơ tay giùm mình em ạ. Kính thưa quý vị. Dạ, người đẹp chưa tiền Anna đã hết vé. Trời ơi chị ơi, chị đẩy xe trái cây đi đâu vậy chị? Không phải tình bảo nó như bức tường. Đúng rồi. Ok. Tự nhiên kỳ lắm. Quá trời vàng vòng đi. Rồi, cái bây giờ và Lê Trường à, con trai góp bóng cho Lê Trường còn hai vé quý vị. Và chàng trai góp bóng Lê Trường hai vé. Phía bên đây, người đẹp Hương Quả. Và người đẹp góc tre đó quý vị. Và đại như cây trẻ à vậy đó. Đi ghê không? Người đẹp Dior đó. Người đẹp Dior đó. Rồi quý vị, thì cái tài lá vé mình không may mắn đó, mình để lại đó một lát hồi nữa mình lật ra mặt sau ghi họ tên và số điện thoại. Cắt nhỏ lại cuối giờ mình sẽ gom lại bỏ lên trên này để bốc thăm chọn ra hai vị khán giả may mắn nhận qua mỗi người một phong bao lì xì trị giá 500.000 đồng. Để cảm ơn quý vị đã ở lại với tụi em. Và chúng ta cũng xin dành một chào tất cả tụi lớn cũng như cảm ơn đến người đẹp ẩn ẩn đã tài trợ cho quý vị hai giải hôm nay à. Ủa gì? Ông gài được chào nào hay chào đó. Cái bây giờ anh có biết chúng ta là hôm đó mình sẽ nói chuẩn bị do xấu gì ơi vô. Mấy chị ra mấy chị này á, mấy chị lên chú chị ra mấy chị đây, năm chị ra chồng chăm nhà quan dường như có mà nó lú đầu ra làm em cái hết hồ hết hồ con ba đầu đinh hàng răng nó chăm tinh nó lú đầu ra làm em cái dựng bần ngày từng ngày vừa qua đầu đinh nói với em nói gì. Việt Nam quê tôi thầm đánh mà bò bay, có ai đi xa mà
không nhớ quê nhà. Việt Nam quê tôi nhớ biết bao tâm lòng. Trải qua gian lao khổ tập lập người Việt Nam đây có 18, còn 18 đây còn 18, còn 18, còn 18, còn 18, còn 18. Có gì đây còn gì đây? Giáo kim mặt đỏ quốc kỳ mà mặt đen, cúng bao mặt quen già tôi mà chưa nghe. Ta thật cứ để mắt sang mà nhìn như sao? Ngàn tấn anh hào mắt xanh mà râu đỏ. Trong năm tư đó là tôi có một giàu. Đó là các thao đường như mà lòng tốt. Còn số một, còn số một, còn số một. Dạ 14 là ngôi số đặt giải quý vị mình ơi, xin chúc mừng những vị chủ nhân được hạng ngôi số 14. Tôi nhìn làm cho những tâm tự thì mấy tay nhau to. Ba má em bắt
con bờ dông, con số 10, con số 10. Không, chắc là lộn á, nghệ sĩ muốn bóng rủi, phải không? Không có. Bữa nay chị đến, chị đóng vai Võ Tắc Thiên. Tại nghe bữa nay á, trai làng nhiều quá, chị đóng vai thì cho hợp với chị. Vai Võ Tắc Thiên. Không, không, chị ơi, nhìn không có ga Võ Tắc Thiên thiệt. Không có ga lắm. Ừ. Chị giống Võ Tắc Thở á. Không có giống Tắc Thiên chị. Trời ơi, phải lấy hơi lớn rồi chứ. Vô anh ơi! Chủ nhân đầu tiên, và em xin chào nhanh nhé.